và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức 24 giờ TV. Chúc quý vị sẽ có những giây phút trải nghiệm thật là tuyệt vời và vui vẻ. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ngay phía bên dưới góc phải màn hình để nhận được những tin tức nóng hổi được cập nhật mỗi ngày nhé. Và bây giờ mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với chuyên mục tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Lệ Quyên đầu tư 5 tỷ đồng cho Live Concert 2018. Thưa quý vị, theo ca sĩ Lệ Quyên, Live Concert đợt này sẽ là một đại tiệc âm nhạc hoành tráng, là những khoảnh khắc đẹp nhất về mùa thu Hà Nội. Vì vậy, Lệ Quyên tiết lộ cô đã đầu tư với số tiền không hề nhỏ là 5 tỷ đồng cùng với bao tâm huyết. Sau thành công với hai đêm diễn nhạc Trịnh vào đầu năm 2018, Lệ Quyên sẽ chính thức trở lại với khán giả thủ đô bằng Live Concert tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia vào 20 giờ ngày 28 tháng 10 năm 2018. Đây chính là đêm diễn được đầu tư nhất của Lệ Quyên trong năm nay, một trong những dấu mốc đánh dấu 20 năm theo con đường ca hát của nữ hoàng Phòng Trà. Với khoảng gần 4.000 chỗ ngồi và số tiền đầu tư khoảng 5 tỷ đồng, Live Concert Lệ Quyên năm 2018 hứa hẹn sẽ là một bữa tiệc âm nhạc hoành tráng nhất của làng nhạc Việt dịp cuối năm nay. Theo ca sĩ Lệ Quyên, để chuẩn bị cho Live Concert của mình, Lệ Quyên tiếp tục phối hợp với đạo diễn Nguyễn Việt Thanh cùng Đông Đô Show W Media. Lệ Quyên chia sẻ mình sẽ cháy hết mình với đêm diễn, với đủ những màu sắc, hình ảnh đầy bất ngờ, áp lực để truyền tải những cung bậc cảm xúc âm nhạc của cô trong đêm diễn này sẽ không nhỏ, nhưng giọng ca hoa nở về đêm tự tin sẽ không làm khán giả thất vọng. Live Concert lần này để Lệ Quyên tiếp tục khẳng định tài năng và nội lực mạnh mẽ của mình. Mọi sự chuẩn bị cho Live Concert lần này đang được diễn ra khẩn trương, kỹ lưỡng. Lệ Quyên vẫn sẽ là người truyền và dẫn cảm xúc trong âm nhạc tới khán giả qua những tiết mục của mình. Bên cạnh đó, phần biên tập chuẩn bị hòa âm phối khí vẫn do Lệ Quyên thực hiện theo ý đồ âm nhạc của nữ ca sĩ. Lệ Quyên cũng đang gấp rút chuẩn bị những trang phục sang trọng, đẳng cấp để có được phần hình ảnh xứng đáng với đầu tư của cả chương trình. Lệ Quyên vốn nổi tiếng với bộ sưu tập hàng hiệu trong showbiz Việt. Vì vậy mà vào dịp quan trọng trong năm như Live Concert năm 2018, cô càng muốn khán giả có được tinh thần thưởng thức tốt nhất cả về phần nghe lẫn phần nhìn. Về nội dung chương trình, theo đạo diễn Việt Thanh, đêm diễn lần này sẽ mang nhiều yếu tố giải trí, đủ để giữ chân khán giả từ đầu tới cuối. Tôi dùng từ lộng lẫy để mô tả về Lệ Quyên Live Concert năm 2018. Đêm nhạc được chia làm 4 phần với những liên kết rõ ràng, nhưng vẫn có những màu sắc đầy riêng biệt là thu Hà Nội, và phủ nhạc Pháp, Bolero và Remix theo yêu cầu. Chắc chắn khán giả sẽ không thất vọng với những gì mà Lệ Quyên và ekip mang đến, bởi chúng tôi đã đồng hành cùng với nhau nhiều năm, tạo được nhiều dấu ấn đậm nét, đạo diễn Việt Thanh tâm đắc. Về phần khách mời Live Concert Lệ Quyên năm 2018 sẽ có sự góp mặt của những người bạn thân thiết của giọng ca Giấc Mơ Có Thật trong làng âm nhạc như là Đàm Vĩnh Hưng, Tuấn Hưng, Quang Dũng. Đảm nhiệm vai trò MC sẽ là nghệ sĩ nổi tiếng Thanh Bạch. Trong Live Concert sắp tới, lần đầu tiên Lệ Quyên và Đàm Vĩnh Hưng sẽ kết hợp một tiết mục song ca được dàn dựng sân khấu như đang bay tới dải Ngân Hà bằng kỹ thuật 3D hiện đại chưa từng có trên các sân khấu âm nhạc ở Hà Nội. Với những khách mời nam khác, Lệ Quyên cũng sẽ có những sự kết hợp rất đặc biệt. Với cả Tuấn Hưng và Quang Dũng, đây đều là những người bạn thân thiết trong âm nhạc của Lệ Quyên trong 20 năm qua. Chính vì thế chúng tôi sẽ có sự kết hợp độc nhất vô nhị và tạo cho khán giả những dấu ấn khó phai mờ trong đêm diễn, đạo diễn Việt Thanh tự tin khẳng định. Trong khi đó, riêng với MC Thanh Bạch, anh sẽ đảm nhận vai trò dẫn chuyện xuyên suốt đêm diễn. Lệ Quyên với khả năng hoạt ngôn cũng sẽ là người đồng hành với vai trò một MC nữ của đêm nhạc. Bên cạnh những sự kết hợp đặc biệt về âm nhạc, với Lệ Quyên Live Concert lần đầu tiên, khán giả thủ đô sẽ chìm đắm trong một khán phòng với 200 cây nến trầm, tạo cảm giác sảng khoái, thư giãn suốt hơn 3 tiếng của đêm diễn. Thảm đỏ của đêm nhạc cũng được đầu tư sang trọng bậc nhất, không kém các concert chuẩn quốc tế. Ekip kỳ vọng chương trình cũng sẽ được đề cử giải cống hiến năm 2018. Được biết, để tri ân khán giả, Lệ Quyên sẽ dành 100 phần quà trang sức giá trị dành cho 100 người phụ nữ may mắn. Bên cạnh đó, những phần quà đố vui may mắn là voucher và tiền mặt cũng có tổng giá trị lên đến nửa tỷ đồng. Không chỉ là một Live Concert đơn thuần, Lệ Quyên Live Concert năm 2018 được nữ hoàng Phòng Trà và ekip kỳ vọng sẽ là bước đệm cho những dấu ấn trên con đường âm nhạc của Lệ Quyên trong thời gian tới. Cùng với concert này, Lệ Quyên cũng sẽ ra mắt hai album âm nhạc mang hai màu sắc khác nhau, một album nhạc trẻ và một album nhạc xưa, để hứa hẹn là sản phẩm bom tấn đánh dấu cho dấu mốc kỷ niệm 20 năm ca hát của Lệ Quyên, tiền đề cho việc thực hiện Quiz Show vào năm 2019. Live Concert Lệ Quyên 2018 sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 28 tháng 10 năm 2018 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Lệ Quyên song ca đầy tình tứ bên Quang Dũng trong đêm nhạc Trịnh.
Tối ngày 6 tháng 2, live show Đua đời đi nhé 2, Lệ Quyên và những tình khúc Trịnh Công Sơn đã diễn ra tại Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô. Đây là đêm nhạc thứ 2 trong vòng 1 tháng của ekip Lệ Quyên, Đông Đô nhưng vẫn thu hút rất đông khán giả tới xem. Bằng chứng là đêm nhạc vẫn cháy vé và khán phòng Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô không còn một chỗ trống khi tiết mục mở màn được bắt đầu. Đua đời đi nhé 2 vẫn giữ nguyên khung các ca khúc diễn từ đêm 1, trong đó một nửa là các ca khúc nhạc trẻ như Diễm xưa, Còn tuổi nào cho em, Biển nhớ, Ước mi. Nửa còn lại, Lệ Quyên tiếp tục chinh phục khán giả bằng những ca khúc bolero trữ tình đã làm nên tên tuổi của mình như Xin thời gian qua mau, Người tình, Ngày sau sẽ ra sao. Trong đêm thứ 2, ekip Lệ Quyên bổ sung thêm một số ca khúc mới Trả lại anh, Cánh buồm, Chuyển bến để làm phong phú thêm đêm nhạc. Đặc biệt, Cánh buồm, Chuyển bến là ca khúc rất mới mà Lệ Quyên lần đầu biểu diễn tại Hà Nội. Đặc biệt trong đêm nhạc này, tiếp thu một số ý kiến từ khán giả trong show trước, Lệ Quyên đã chọn trang phục chủ yếu là những chiếc áo dài với những màu sắc rất nền nã như là tím, xanh, trắng. Trong trang phục áo dài hiếm hoi trên sân khấu, nữ hoàng phòng trà trông thật là dịu dàng, nữ tính và nhận được những tràng pháo tay của khán giả. Vẫn là Quang Dũng, nam ca sĩ duy nhất đã từng hát trong đêm nhạc Đua đời đi nhé 1. Anh cùng Lệ Quyên đã vô cùng tình cảm, dắt nhau qua những tình khúc nổi tiếng như Tình nhớ, Trả lại em. Chất giọng của hai ca sĩ nổi tiếng thực sự thể hiện được trọn vẹn cảm xúc qua từng câu hát. Bên cạnh những ca khúc song ca đầy tình tứ cùng Lệ Quyên, Quang Dũng cũng gửi tới khán giả thủ đô những bài hát của riêng mình như Hạ trắng, Như cánh vạt bay, bài ca Tình nhớ hay Lạc mất mùa xuân. Với chất giọng nồng nàn trầm ấm cùng với cách thể hiện theo lối giản dị nhưng lại da diết, khiến phần biểu diễn của giọng ca Đà Lạt đã chạm đến cảm xúc của khán giả. Vụ cắt tiệp tiết lộ Lệ Quyên thu nhập 68 tỷ một năm. Quý vị thính giả thân mến, vốn là người kinh tiếng trong cuộc sống, Lệ Quyên chưa bao giờ giới thiệu về nhà riêng và tài sản của vợ chồng cô với công chúng. Tuy nhiên điều này lại khiến người hâm mộ tò mò hơn về khối tài sản mà gia đình cô đang sở hữu. Mới đây trên trang cá nhân của mình, Lệ Quyên bày tỏ mong muốn mời toàn bộ đội tuyển U23 Việt Nam cùng người thân tới xem miễn phí live show nhạc Trịnh sắp tới của cô tại Hà Nội. Bên dưới phần bình luận, ông Hoàng chân dài vụ cắt tiệp đã để lại một bình luận về thu nhập của cô mỗi năm đi hát kiếm 3 triệu đô. Ngay sau đó, Lệ Quyên lập tức bình luận lại với giọng nửa đùa nửa thật với thông tin của vụ cắt tiệp. Ôi, 10 triệu ý bạn ơi, hú hồn. Thế nhưng vụ cắt tiệp vẫn tiếp tục đưa ra hàng loạt con số thống kê anh nghe từ một người bạn. Một tháng 4 tỷ ở không tên, 4 x 12 bằng 48 tỷ, hai chuyến đi Mỹ trong một năm kiếm 10 tỷ, event cộng quảng cáo 10 tỷ bằng 68 tỷ, tương đương 3 triệu đô. Đồng thời, ông trùm chân dài còn bồi thêm cho chắc chắn anh Nam tối qua ngồi Hyatt. Tổng kết thu nhập Lệ Quyên 3 triệu đô trong năm 2017, còn Đức Huy 4 triệu đô, tôi biết xin việc riêng. Câu chuyện thu nhập của Lệ Quyên cùng nhạc sĩ Đức Huy nhanh chóng trở thành vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận. Về phần Lệ Quyên, cô không biết nói gì khác ngoài cười trừ. Ồ yeah, làm người ai chả có ước mơ. Trên thực tế, Lệ Quyên được mệnh danh là nữ hoàng phòng trà, đều có lý do của nó. Cô chính là ngôi sao phòng trà được yêu thích hàng đầu ở khu vực phía Nam. Chưa kể những live show mỗi năm mà Lệ Quyên tổ chức đều trong tình trạng cháy vé cùng với những chuyến lưu diễn dày đặc ở hải ngoại. Và dù không hề phô trương tài sản cá nhân, người hâm mộ đều biết về căn biệt thự sang trọng nằm ở quận 2, xế sang hay phòng trà riêng tại Sài Gòn của Lệ Quyên. Có thể nói số thu nhập mà vụ cắt tiệp tiết lộ về Lệ Quyên tuy có khủng nhưng cũng không phải là con số khó tin đối với ngôi sao hạng A như giọng ca Tình lỡ. Lệ Quyên nói về mối quan hệ với Hà Hồ, hy vọng đến một ngày nào đó vết thương rồi cũng sẽ được hàn gắn. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi họp báo ra mắt album hát nhạc Trịnh Công Sơn vào chiều 15 tháng 1, bên cạnh những câu hỏi liên quan đến sản phẩm âm nhạc, Lệ Quyên cũng được thắc mắc về mối quan hệ rạn nứt của cô và nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà mà khán giả và truyền thông vẫn hay đặt nghi vấn. Lệ Quyên bình thản trả lời, đều là những người trưởng thành rồi, đều là những người làm chủ cuộc sống, suy nghĩ của mình, không vì một điều gì mà gượng ép cả, cứ để mọi thứ tự nhiên. Đó là cái điều tôi nói đến trong lĩnh vực tình cảm, đặc biệt là tình cảm bạn bè. Bạn bè đối với tôi là tài sản quý giá cực kỳ. Thêm một người bạn là thêm một tài sản và mình càng nhiều bạn tốt thì mình càng giàu hơn. Khi mà có một sự thay đổi nào đó thì chắc chắn phải có lý do. Ví dụ ở thời điểm này mình cần điều này nhưng có thể ở thời điểm khác mình cần điều khác và bạn bè cũng thế. Có những lúc mình cần những thời gian giãn ra để chiêm nghiệm lại để xem thực sự là chúng ta có cần nhau không và chúng ta có phải là bạn của nhau một cách thực sự hay là không. Tôi tôn trọng cảm xúc tự nhiên, không miễn cưỡng với cảm xúc của mình, bởi vì bạn đối với tôi là điều rất cao quý. Nữ ca sĩ cho biết thêm rằng cô không nghĩ đó là một điều lùm xùm cần phải nhắc đến. Cô cũng hy vọng đến một ngày nào đó với cơ duyên nào đó, vết thương nào cũng sẽ được hàn gắn lại, và nhất là chuyện này lại không hề có tổn thương. Nữ ca sĩ giải thích có thể chỉ là một khoảnh khắc nào đó, một giai đoạn nào đó cô cảm thấy rằng mình cần phải xem lại tất cả các mối quan hệ và bản thân đang ở trong giai đoạn như vậy.
Trước câu hỏi đã từng coi Hồ Ngọc Hà là bạn của mình chưa, Lệ Quyên nói nếu là những người nghệ sĩ, ca sĩ giống như Quyên ra đường ai cũng quen. Nhưng bạn thực sự là gì? Là người có thể đi ăn cùng mình một bữa ăn thân tình, có thể ngồi uống một ly trà, có thể chia sẻ những điều rất riêng trong cuộc sống và những người đó không nhiều, chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Những người nghệ sĩ không hẳn có thực sự nhiều bạn đâu, bởi vậy tôi rất trân trọng những điều trọn vẹn hay những gì đã vỡ hay còn đang dang dở, kể cả những thứ còn đang phải cân nhắc. Thật sự bạn của Quyên, dù đã là quá khứ không còn tiếp tục trong hiện tại hay tương lai, thì đã là bạn, mãi mãi vẫn là bạn. Tình cảm bạn bè luôn luôn là điều tự nhiên, đến một lúc nào đó nó sẽ lành, hoặc có không lành đi chăng nữa thì nó cũng là điều tự nhiên phải như thế. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này hay và ý nghĩa thì các bạn hãy share và like. Và đừng quên chia sẻ cảm nghĩ của mình về video này bằng cách comment phía bên dưới nhé. Quý vị hãy nhấn vào nút đăng ký ngay phía bên dưới màn hình để ủng hộ kênh và nhận được những tin tức hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tin tức tiếp theo.